Nếu như Khánh Chi yêu ai thì cái điều đầu tiên mà Khánh Chi đặt vấn đề với anh ấy đó là yêu phải cưới thì Khánh Chi mới chịu. Nếu như mà yêu mà không đi đến được với hôn nhân thì chắc chắn Khánh Chi sẽ không yêu. Tại vì Khánh Chi giờ không có thời gian để bỏ ra 2-3 năm để tìm hiểu nữa. Tại vì mình cũng nửa đời người đó, mình không phải như mấy em 18-20. Đúng rồi, nhanh gọn lẹ đúng không? Lúc đó khi mình nghe vậy thì cái lúc đó thì em cũng khá là bất ngờ. Sao vừa quen nhau là đặt vấn đề là đi đến hôn nhân liền. Nhưng vậy là bên đây đặt với bên đây. Dạ. Sau em mới trả lời với chị là cho anh một tháng để anh suy nghĩ. Phải là bắt lịch cưới liền. Nhưng mà ý đó là nếu như yêu nhau là phải cưới. Rồi sao nữa Kem? Về nhà nói chung là cũng bối rối, suy nghĩ, đắn đo lắm. Sau một tháng nhắn tin qua lại đi chơi vài lần thì em trả lời Khánh Chi là em xứng đáng với điều đó, em đồng ý. Nhưng mà cái lúc mà suy nghĩ đó là hai bạn vẫn ở xa, ở một người thành phố, một người Vũng Tàu. Dạ đúng rồi. Khi nhận được cái câu trả lời của Ken thì Chi nghĩ anh cảm lúc đó thì Khánh Chi cũng nói là nếu như mà yêu nhau thì anh cũng phải lên Sài Gòn để mà sống với em. Tại vì em cũng cần một người để mà hỗ trợ, thứ nhất về mặt tinh thần và công việc. Chứ lại nếu như mà yêu nhau mà ở xa nhau quá thì nó cũng không có cái hạnh phúc. Và mình cũng sẽ hay nghi ngờ hay là có những cái chuyện nó làm cho cái cuộc tình nó sẽ không có được chung trải. Thì trong vòng một tháng, đúng một tháng thì anh Ken lại trả lời là Ken đồng ý với cái điều kiện Khánh Chi đưa ra. Bố mẹ em không có khó khăn như những gia đình khác. Quan trọng là con mình có hạnh phúc hay không thôi. Bố mẹ cũng có nói là cái vấn đề tình yêu là bố mẹ không có ngăn cản bất cứ anh Ken quen ai. Nếu như quen ai gia đình đàng hoàng và có tình yêu thực sự và đem đến cho hạnh phúc của Ken thì bố mẹ đồng ý. Khi mà Khánh Chi gặp mẹ anh Ken lần đầu tiên mà lên Sài Gòn, thấy mẹ anh Ken nhìn rất là kỹ. Tại vì thấy con mình từ xưa giờ chưa bao giờ đi đâu. Đâu biết ông này từ xưa giờ đâu đi đâu làm xa mấy tháng trời đâu. Mà tại sao mà đòi đi làm xa? Mà chính vì mẹ cũng kể là tại vì do là biết Khánh Chi là một người ca sĩ đàng hoàng vậy đâm ra thì mới cho anh Ken đi làm. Trước lúc đầu anh Ken xin đi làm thì cũng không, thì cho. Không chịu. Tại vì ở nhà anh Ken có nguyên một cái sân bóng lớn. Thì thường thường là anh Ken quản lý cái sân bóng đó cho bố mẹ. Đó, anh Ken đi là phải kiếm người khác thay vô cái vị trí đó. Phải trả lời Khánh Chi là cái vụ là có cưới hay không nữa. Áp lực rất nhiều. Thật sự là Khánh Chi đầu tiên đến với anh Ken là đã trao nguyên cái áp lực rất là lớn cho anh ấy. Rồi cái khúc mà mẹ bằng ấy rồi, soi từ trên xuống rồi, dưới đó rồi phản ứng như sao? Dễ sợ nhìn trên dưới mình là bữa đó là Khánh Chi thường thường này thì cũng mặc đồ cũng thoải mái lắm. Hôm đó là phải chọn một cái áo tay dài cũng kín như nè. Đi thì thấy mẹ cứ nhìn và mẹ cười tím. Mẹ mới nói lên cao vậy thì Khánh Chi cảm nhận được là chắc mẹ biết Khánh Chi ở ngoài xinh quá ha, xinh hơn trong hình. Mà Ken có gì thì Khánh Chi cứ nhắn tin cho bác nghe. Rồi có gì hai đứa rảnh thì về nhà thăm bác trai. Thì thấy cái vẻ mẹ nói chuyện rất là cởi mở. Với lại như khi thấy hai người gấp đồ ăn gấp lại mẹ cười tủm tỉm. Thì Khánh Chi bắt gặp được cái nụ cười của mẹ. Thì Khánh Chi về, Khánh Chi nói liền: anh ơi, mẹ biết rồi. Em chắc với anh là mẹ biết 70% là mẹ biết em với anh quen nhau. Và cái cuộc mà mẹ đi lên hôm nay là để mẹ xác định em với anh là như nào. Và đúng như rằng thì mẹ sau đó vài ngày mẹ hỏi thẳng Ken. Lúc đó sao Ken? Mẹ hỏi như thế nào? Lúc đầu em cũng chối quanh co. Rồi sau đó nghe Khánh Chi nói em nghĩ là chắc cũng biết rồi. Thì thôi nói quạch tẹt ra luôn. Rồi mẹ mới kêu là mẹ hẹn hai đứa là tháng sau về thăm gia đình. Thẳng như thăm ba luôn. Và trong cái thời gian mà một tháng đó để mẹ nói chuyện với ba. Rồi một tháng sau thì em về thăm, là lần đầu tiên về thăm hai đứa, về thăm ba mẹ luôn đó. Nãy giờ nghe kể thì mình trong đầu mình có một cái dấu hỏi như thế này. Mới gặp nhau thời gian quá ngắn, trong vòng có một tháng tình yêu nó chưa đủ. Thật sự nó chưa có những cái kỷ niệm, chưa có cái thăng trầm gì hết. Chưa biết rõ. Mà tại để quyết định tiến tới hôn nhân thì tưởng thấy là hơi nhanh. Vậy thì cái động lực gì, cái suy nghĩ gì trong bạn để bạn quyết định cái điều đó? Cái mục tiêu đầu tiên của em á là dễ thương và đẹp. Thứ hai nữa là Khánh Chi rất là dễ gần và rất là thương hiếu thảo. Tại vì trong cái bữa tiệc đó, anh đi ăn với mẹ đó, thì Khánh Chi gấp đồ ăn cho mẹ em rất là nhiều. Nên là em biết là Khánh Chi rất là thương ba mẹ. Từ lúc đó tới bây giờ là bao lâu rồi? Hiện tại đến thời điểm này là hơn một năm mấy rồi. Nhưng thật sự cái đám cưới là Khánh Chi là người quyết định cái tháng. Tại Khánh Chi là người làm ca sĩ công chúng, Khánh Chi đi hát. Năm nay Khánh Chi nói là Khánh Chi muốn kết hôn vào cuối năm nay. Thì anh Ken về nói với gia đình đồng ý. Nói chung ra là Khánh Chi cũng thật sự ra là Khánh Chi rất là may mắn. Thứ nhất là cũng do cái tính của mình. Khi Khánh Chi ở bên Ken, anh Khánh Chi rất là quan tâm ba mẹ của anh Ken.
Tại Khánh Chi nghĩ là ở đâu ra có anh Ken. Khánh Chi quen từ xưa giờ với ai cũng vậy. Khánh Chi rất là thương ba mẹ của người yêu của mình, rất là quan tâm. Những người lớn tuổi thì rất là thích con cháu quan tâm. Vì vậy thì Khánh Chi lấy được cái lòng thương ba mẹ anh Ken. Và Khánh Chi hay thường nhắc anh Ken điện thoại hỏi thăm ba mẹ. Nhưng mà nãy giờ là mới nghe phía gia đình của Ken. Để còn phía gia đình của Chi thì... Gia đình của Chi thì lại là dễ hơn Ken nữa. Tại vì ba mẹ Khánh Chi từ xưa giờ, lúc Khánh Chi chưa làm con gái thì ba mẹ Khánh Chi cũng đã dễ từ xưa là cũng đã biết Khánh Chi như vậy rồi, nên rất là đồng cảm với con mình. Và Khánh Chi chỉ cần yêu ai mà người đó yêu Khánh Chi thật lòng, đem đến hạnh phúc cho Khánh Chi, thì ba mẹ Khánh Chi rất mừng, sẵn sàng, rất là mừng. Nếu mà vấn đề khó khăn thì gia đình anh Ken không khó là thôi. Chứ riêng gia đình Khánh Chi là không có một cái gì mà khó khăn hết. Vậy thì về phía gia đình là cũng đã thuận lợi. Nhưng mà riêng hai bạn thì trong suốt một năm mấy đó quen nhau có cái biến cố gì xảy ra? Ai cũng đẹp trai đẹp gái, có ghen tuông, có cái gì đó xảy ra trong bối cảnh của hai? Ghen tuông, sợ luôn đó chị. Là ai ghen với ai? Ai ghen ai? Ghen sao rồi, cụ thể vài chuyện sao dễ sợ đâu. Thì có cái hôm đó là em có một cái nhóm bạn là đi chơi chung với nhau. Cái là hôm đó thì có một người bạn gái mà bạn đó là bạn của bạn em trong nhóm, vô tình đi cái điện thoại của em có tin nhắn tới. Cái người đó chạy xe, bạn gái ngồi sau nhắn tin giùm. Nhắn cái gì? Anh... ta nhắn cái gì? Gần tới giờ rồi, đi chưa? À, mà trong một nhóm đi chung mà bạn gái đó nhắn thôi. Mà ổng mà nói với mình á là ổng đi chơi với lại với bạn trai, không có nói có con gái. Thì tự nhiên vô tình tin nhắn một đứa con gái nhắn. Đồng họ chưa đi chưa thôi mà. Đi chưa nhưng mà tại vì cái tin nhắn nó gì nè, tôi lấy số điện tôi điện ngược lại, tôi điện ngược lại. Trời ơi, cái nết luôn. Điện lại thì nghe bên kia alo là giọng con gái. Mình thấy tình nghi. Thí dụ con trai thì á là phải nhắn rõ ràng. Đi chưa vậy? Là sao con trai ơi, mày đi chưa sao mày chưa tới, ví dụ vậy đúng không? Mà tự nhiên mình có một cái linh tính là ghi liền đúng không, chứ là mình có cái linh tính tự nhiên giờ bà yêu bà, ví dụ mà tự nhiên bà có cái gì đó mà cũng hay có linh tính mà ghi rồi thì tôi nghĩ tôi nói ủa cái tin nhắn này sao tự nhiên em thấy lạ vậy, thì á nhắn một số khác chứ không phải, nếu mà số có tên Tèo tên Tuấn gì thì mình biết là con trai thì mình cũng không có sao. Thì tôi mới lấy cái số nó thường gọi lại là alo em nghe nè. Rồi sao nữa? Sau đó Gió bảo lầm lộn không, nó tại sao anh giói em. Thì ông này ông điện lại mở loa lớn cho cái thằng bạn trai kia nghe hết tất cả mọi chuyện là à, bé này là bồ của người kia. Ta chỉ bấm cái chơi dùm thôi. Cái nết cô cũng dữ dằn quá, tôi biết trước giờ mà bớt lại cho ta sống với. Gần đây Khánh Chi có viết một cuốn tự truyện là nói về tất cả những người yêu của Khánh Chi trước đây, tất cả những chuyện bây giờ thật sự nó đang suôn sẻ. Sau này như thế nào thì mình không nói trước điều gì. Từ khi Khánh Chi đổi cái tên Lâm Khánh Chi, thật sự Khánh Chi thấy suôn sẻ trong tình yêu. Cái này là mình không tin là không được. Thì á, cái cuốn tự truyện bắt đầu mình cũng sợ lắm. Mình nói trời ơi, làm kể từ đầu tới đuôi lại hết. Rồi ông này ổng sao? Rất là sợ. Nhưng mà tại vì cuốn tự truyện này Khánh Chi ấp ủ 5 năm về trước. Thì năm vừa rồi thì Sài Gòn Bút mấy điện thoại đích thân mời mình. Rồi Sài Gòn Bút làm tất cả mọi thứ cho mình. Cái cuốn tự truyện này mình không phải đầu tư một cái gì hết. Thì trong cuốn tự truyện đó rất là nhiều nhân vật là dính với Khánh Chi. Anh Ken được một cái, anh Ken không bao giờ ghen quá khứ. Không nói gì luôn. Không ghen, cứ nói lại công việc. Thôi người ta ngầm á nha, rồi mai mốt rồi người ta mới... Đúng không cho đi nữa. Tôi hiểu không? Đó, thì anh không biết làm sao nhưng mà đại khái là thấy là báo chí đăng những cái cuộc tình đó thì anh không hỏi. Anh nghĩ qua rồi anh không hỏi. Nhưng mà không biết sau này có cho mình gặp lại những cái người trước hay không thì mình không biết. Tại mình kể hết rồi. Anh đọc không? Chưa đọc. Sao không đọc? Chưa đọc nhưng mà báo chí lên đăng quá trời nhưng mà cũng không có ghen. Có lẽ là không ghen với trước đây nhưng thời sau một thời gian nữa không biết có ghen hay không thì mình không biết nha. Hiện tại giờ nói chung nên làm đám cưới này là Khánh Chi làm bằng cả cái tấm lòng của mình. Tại vì Khánh Chi làm con gái nó đã khó khăn hơn những người con gái bình thường, sinh ra đã là con gái rồi. Thì với cái hôn nhân cũng người con gái bình thường nó rất là đơn giản. Còn đối với Khánh Chi tìm được người bạn đời và để cho có một cha mẹ đi cưới hỏi đàng hoàng, đó là một chuyện rất là khó. Không phải ai cũng có thể làm được. Mà Khánh Chi là một người rất là may mắn. Khánh Chi cảm thấy là Khánh Chi rất may mắn và rất là hạnh phúc khi Khánh Chi được ba mẹ chồng yêu thương và chấp nhận đi cưới hỏi mình như bao nhiêu người phụ nữ khác. Đây là cái điều Khánh Chi rất là biết ơn cha mẹ ruột mình và cha mẹ của bên chồng. Vì vậy Khánh Chi muốn chuẩn bị cho nó chu đáo thật là kỹ cái buổi hôn lễ của mình. Thì bây giờ mình cố gắng mình có bao nhiêu thì mình làm bấy nhiêu. Vậy thôi. Đám cưới Khánh Chi không quan trọng là phải hoành tráng hay là như thế nào. Khánh Chi chỉ thích những gì Khánh Chi có thể làm được.
trong cái sức của mình. Bây giờ dù làm mình đãi nhỏ đi nữa mà mình cảm thấy mình hạnh phúc, vẫn Khánh Chi vẫn trân trọng. Chỉ cần những người thật sự thương yêu mình, đúng, những người thân tình. Khánh Chi chỉ mời 500 khách thôi. Đàn trai cũng mời 500 khách. Nhỏ tàu thôi đó nha. Nhỏ lắm. 50 bạn. Đàn trai 500, đàn gái 500. Có ngàn hai bên nào. Nhỏ thôi. Cha mẹ của anh Ken có nói một câu như vậy mà Khánh Chi rất nước mắt. Ba mẹ có người con trai, ba mẹ rất là thương anh Ken và cũng rất là thương con. Tại sao? Tại vì con sinh ra con làm con gái, con đánh đổi quá lớn. Nếu mà nhìn thật sự mà hiểu thì thấu hiểu thì con rất là tội nghiệp. Không chính lẽ nào mà bố mẹ không đồng ý để cho Ken cưới con. Quan trọng là hai đứa con yêu nhau hạnh phúc thôi. Còn vấn đề con không có con được thì bố mẹ cứ nghĩ là Ken lấy vợ một người con gái đó không thể sinh con được. Cũng có rất nhiều người con gái không có thể sinh con được. Thì mình nhận con về làm con nuôi. Bố mẹ miễn mong sao là con và Ken hạnh phúc là bố mẹ vui. Còn nếu như con với Ken yêu nhau mà sau này 5-10 năm sau mà gãy đổ thì bố mẹ rất là buồn. Ken thì sao? Có cái nào Ken nghĩ đến vấn đề đó mình có buồn không? Nó cũng không buồn đâu. Tại vì cũng có nhiều rất là trường hợp là con ruột của bản thân mình đó không thương mình thì sao? Tưởng tượng mình là rơi vào trường hợp đó đi, mình đi xin con nuôi. Cũng có thể là bây giờ anh yêu em nhiều quá, anh là không nghĩ tới chuyện đó. Sau này. Nhưng mà sau này 50 năm nữa anh lại thích thèm con á, thí dụ như vậy. Thiện Quyết sao nha? Thiện Quyết sao nha? Bạn đã nghĩ tới cái tương lai, thí dụ như 5-10 năm nữa nó có cái trường hợp xấu xảy ra với thì, mình. Thì Khánh Chi đã nói rồi, anh Ken thích thì mình sẽ thụ thai nhân tạo. Mình làm cái cách nào để mà có được một đứa con mà ok nhất cho hai đứa thì Khánh Chi sẵn sàng. Giờ tôi hỏi một câu vô duyên nữa. Bà hỏi luôn câu vô duyên đi. Có khi nào mà bạn nghĩ rằng ví dụ như 5-10 năm nữa bạn ấy thay đổi và bỏ bạn không? Thì mình chịu thôi chứ dần sao từ. Nếu như mình yêu một người đàn ông nào đó mình không tin tưởng thì chắc chắn mình sẽ khó bao giờ có tình yêu trọn vẹn. Mình cứ tin, mình cứ trao trọn hết lòng mình đi. Nếu như sau này người ta có phụ mình nữa thì người hối hận sau này là người đàn ông đó chứ không phải là mình.